cam 360 độ siêu LED anh chị nhé. Có tích hợp tất cả các chế độ 2D và 3D. Thương hiệu Carrefour và có gắn cam táp lề. Nếu như ta xi nhan sang phải thì táp lề nó sẽ hiện sang bên phải để ta quan sát toàn bộ bánh xe. Và nếu như xi nhan sang bên trái thì táp lề của cam bên tay trái nó sẽ quan sát toàn bộ thân xe, bánh trước và bánh sau. Đây là một cái công nghệ cực kỳ hiện đại mà phải bỏ ra hàng chục triệu đồng mới có thể sử dụng nó được. Và chủ nhân đã trang bị cho chiếc xe Innova này rồi. Cam hành trình đấy, đầy đủ luôn. Và chiếc Innova 2017 này, xe đã được nâng cấp lên chế độ Eco More, có nghĩa là chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Với mức tiêu nhiên liệu với khối động cơ 2.0 này thì nó chỉ ở mức độ đó là 6 đến 8 lít thôi anh chị nhé. Một đời 2017 siêu mới luôn và siêu tiết kiệm. Với phiên bản 2017 thì nó cũng được trang bị thêm cái chế độ là Power More. Đây là chế độ cân bằng điện tử. Đấy, phiên bản cuối 2017 nó mới có chế độ này. Và chế độ sấy kính này thì đã có rồi này. Và đặc biệt đó là chiếc xe này cũng được nâng cấp lên đó là chế độ cắm màn hình. Đấy, chế độ cắm màn hình cắm USB cũng như là cổng sạc 12V cực kỳ là cao cấp đến từ thương hiệu của Toyota. Vâng, vậy thì một chiếc xe thuần chuẩn 8 chỗ ngồi mà nó được trang bị quá nhiều những công nghệ và những đồ chơi cao cấp như thế này thì đây quả là một món hời cho anh chị. Anh chị có thể nhận thấy nội thất cũng được bọc ghế ra. Tất cả phiên bản Innova đều được trang bị ghế nỉ, nhưng riêng biệt chiếc xe này đã được bác chủ đó là bọc một bộ ghế da siêu mới. Và bác chủ này là một người cực kỳ là kỹ tính và cẩn thận, bởi vì anh là một cái cán bộ xã. Đấy, anh chỉ sử dụng để đi lại, thi thoảng chở anh em đi uống rượu thôi. Và cho nên là yêu xe như yêu con và cực kỳ là chuẩn mực. Xe lăn bánh đúng 9 vạn mốt anh chị nhé, đúng 9 vạn mốt. Đây nhìn anh chị, nhìn cái nội thất như thế này đã kết không, và xe là chuẩn gia đình. Và muốn biết một chiếc xe đẹp về số sàn đẹp hay không, anh chị nhìn chân ga chân côn. Đấy, chân ga chân côn không có độ mòn, nó còn gần như nguyên bản và mới như thế này, những cái độ sần nó còn nguyên như thế này đấy ạ. Vâng, đó thì anh chị biết được chiếc xe này là chuẩn rồi đúng không ạ. Em cũng không cần phải giới thiệu nhiều, chỉ cần nêu nổi bật lên một vài chi tiết như thế là anh chị sẽ biết được cái giá trị của chiếc xe mà em đang giới thiệu đây. Thì trước mặt anh chị đây là tổng thể cái chiếc Toyota Innova được sản xuất 2017 và xe là phiên bản 8 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Nhật với khối động cơ 2.0. Vâng, đây là phiên bản đủ, có trang bị đó là 4 bánh dẫn động ABS. Và đặc biệt chiếc xe này là được trang bị la răng 17 inch bản lốp dày. Form dáng xe đẹp. Vâng, một chiếc xe mà chủ nhân đã lên full công nghệ rồi. Từ màn hình cam 360 độ, cam hành trình, đến trang bị đèn bi LED ở gầm. Anh chị này, đấy, đèn bi siêu sáng ở gầm này. Đây là đèn sương mù có ánh sáng màu vàng cực kỳ tốt luôn. Và bản thân xe được trang bị đèn halogen. Xe mang biển 36. Vâng, xe như em đã chia sẻ, đây là xe của một bác cán bộ tỉnh Thanh Hóa. Vâng, bác này bác giữ gìn rất là cẩn thận, đi lại gia đình. Với chiếc Innova thì nó được đăng ký là 8 chỗ ngồi. Và nó được mệnh danh là một cái chiếc xe mà 8 chỗ rộng nhất phân khúc. Nó có thể chở thoải mái 8 người và đến 9 người mà không có cái độ chật chội gì cả. Về form dáng và tiêu chí của chiếc Innova này thì em cam kết cho tất cả quý khách hàng đó là đủ 3 tiêu chí. Một, đó là xe không đâm xô, không tai nạn. Hai, đó là xe máy móc nguyên zin, không sửa chữa, không ngập nước, không thủy kích. Và ba, đó là chiếc xe này có hồ sơ pháp lý sang tên đổi chủ một cách chuẩn mực rõ ràng. Đấy, anh chị sẽ thấy được chiếc xe nó quá đẹp, quá chuẩn luôn đúng không ạ. Một chiếc xe đời 2017, nhưng chiếc xe này là mới lăn bánh 9 vạn mốt, vừa thay một dàn lốp mới cứng năm 2021. Xe keo chỉ không mất một phân. Vâng, một chiếc xe cực kỳ chuẩn mực và cực kỳ đẹp mắt. Cảm biến trước đã được trang bị, cảm biến sau cũng được trang bị Toyota Innova. Vâng, một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật với khối động cơ 2.0 cực kỳ là hoàn mỹ anh chị nhé. Ta có thể đi vào chi tiết của chiếc xe này. Đầu tiên đó là la răng 16 inch anh chị nhé. Bản lốp dày và đây là lốp vừa mới thay lần thứ 2 và được thay năm 2021 rồi.
Đấy, 4 quả lốp đều có đết lốp là 2021, xe còn rất là dày luôn, nguyên ta lông luôn anh chị nhá. Sơn xi xe đều đẹp, đã được trang bị bậc bệ lên xuống. Toàn bộ kính chắn gió được dán bằng kính xịn. Và tất cả các viền xe được trang bị bằng viền inox. Đấy, viền inox. Và đây, lốp mới cứng nhá, 4 quả đều mới cứng giống nhau. Em chỉ cần quay 2 quả bên phía bên này thôi. Đèn đóm đẹp sạch, tất cả các chi tiết liền lạc, không có một chi tiết nào là kém chất lượng và đâm xô cả. Vâng, bao bảo hành cho anh chị, bao test hãng về km luôn. Chiếc xe này thì em trực tiếp mua tại bác chủ cho nên rất là yên tâm về mặt chất lượng và đã kiểm tra. Lát nữa em sẽ nâng cầu cũng như là kiểm tra phần khung gầm phía dưới để cho anh chị có thể là nắm bắt được chi tiết của cái sản phẩm này. Sơn xi đẹp đều, tất cả những cái đồ mà bác chủ trang bị toàn là đồ xịn hết, kể cả cái dán kính anh ấy chia sẻ là 16 triệu bộ dán kính này và 15 triệu màn hình Carfu có tích hợp 360 độ. Đấy, vậy là và mới thay một dàn lốp mới năm 2021 với trị giá là 15 triệu đồng. Vậy thì khi mua chiếc xe này thời điểm 2017 phải bỏ ra gần 900 triệu đồng, nhưng bây giờ chiếc Toyota Innova này em Dũng đang chỉ bán có bao nhiêu thôi ạ? Rẻ lắm anh chị ạ, rẻ tuyệt vời luôn, đó chỉ có 465 triệu đồng thôi. Vâng, 8 chỗ ngồi mà 465 triệu đồng, quá rẻ luôn, chưa bao giờ xe rẻ như thế này cả. Lốp treo phía dưới nhá, lát nữa anh chị xem gầm sẽ biết này. Đây, tổng thể đây anh chị này. Đấy, đèn đóm sáng choang luôn. Và cả phần đèn sau cũng thế này, thiết kế vuông vức, đẹp đẽ này. Cốp mở điện này, em mở lên phía sau này. Đây, anh chị nhìn này, phía sau đẹp không ạ? Với chiếc Toyota đang được bày bán tại cơ sở 1 Xe và Đam Mê, số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Và trực tiếp số bán hàng của em Dũng đó là 0964 834 834. Anh chị có thể gọi điện kết bạn Zalo để có thể là biết thêm thông tin chi tiết của xe. Đầu tiên anh chị nhìn những con ốc xe này, những con ốc cốp nó còn zin và nguyên bản như thế này thì chắc chắn là xe không có đâm số tai nạn rồi. Em Dũng sẽ đi vào chi tiết nhé. Để anh chị nào mà quan tâm kỹ hơn thì anh chị sẽ nhìn được cái chất lượng của xe qua các góc máy quay của em Dũng. Và anh chị nhìn này, toàn bộ đèn đóm xe là nguyên bản nguyên zin, những cái đinh bong này là còn nguyên bản nhé anh chị nhé. Xe không đâm xô tai nạn, không thủy kích, không ngập nước, máy móc nguyên zin. Đó là những cái tiêu chí làm việc của bên showroom và nó là tiêu chuẩn kỹ thuật của bên em. Anh chị nhìn này, sơn xi đẹp, trần dán giấy bóng từ đầu này. Rồi, 8 chỗ ngồi và xe được đăng ký 8 chỗ ngồi. Và bây giờ ta sẽ khám phá tiếp về những cái phần chi tiết ở phía bên trong nội thất của xe. Đây, như em đã chia sẻ, bác chủ này bác ấy bọc một bộ ghế da cực là đẹp và cực là mới luôn. Bộ ghế da này cũng là cái bộ mà bọc theo cái phong cách mà bác ấy thích, với hai màu đen và màu kem sữa, nhìn nó nhã nhặn và nó khá là sạch sẽ và nó sang trọng. Rồi, táp ly cửa thì bản thân hãng trang bị cho một cái ốp da ở phần tay cửa. Đấy, và toàn bộ tất cả các chi tiết ốc của xe là nguyên bản, chưa từng vặn mở nhé. Em sẽ theo sát bốn cánh cửa để anh chị cùng theo dõi với em. Đây, rất chi tiết. Để anh chị nào mà đang có nhu cầu mua một chiếc Toyota Innova thì anh chị sẽ có thể biết được chi tiết của nó và có thể chốt được ngay trên điện thoại. Vâng, chiếc xe này bây giờ đang có giá trị chỉ có 495 triệu đồng thôi. À, 465 triệu đồng, em xin lỗi nhé. Đời 2017 này, tem mã còn nguyên zin này, sản xuất tại Việt Nam này, đến từ thương hiệu Innova Hàn Quốc này. Anh chị này, xe lăn bánh đúng 9 vạn mốt anh chị nhá. Và tất cả mọi chi tiết xe còn zin, đẹp, chuẩn mực, không có tì vết gì cả. Em đi vào kỹ thuật của xe để anh chị nhìn này. Tất cả chiếc xe em kiểm tra rất kỹ rồi, từ con ốc nhá. Từ những con ốc canh cửa, 4 con ốc canh cửa nguyên zin nguyên bản chưa từng tháo mở. Và từng táp ly cánh cửa, không có khoan đục taxi gì đâu các bạn nhá. Với những chiếc xe mà nó có khoan đục taxi thì những chiếc xe đó thực sự là một ngày, một năm chạy dịch vụ có thể bằng 5 năm chạy gia đình. Chính vì thế các bạn không nên tham rẻ và không nên mua ở những cơ sở không có uy tín, không có bảo hành và không có cái tiếng nói trong làng ô tô, để các bác mua phải những chiếc xe Innova mà nó kém chất lượng, mà lúc đấy các bác mua về phải sửa chữa rất là nhiều. Chính vì thế cho nên là việc tuyển chọn những chiếc Innova của bên em rất là gắt gao. Thứ nhất, xe không có taxi, là xe chạy taxi là bọn em không nhập nhé, không nhập, bởi vì nhập vào bán cho các bác không có thể cam kết được. Chính vì thế cho nên bên em sẽ loại bỏ những chiếc xe kém chất lượng để tuyển về những chiếc xe đẹp và chuẩn bán cho quý khách hàng với mức giá hợp lý nhất trên thị trường. Vâng, với tiêu chí chất lượng lên hàng đầu thì bên showroom Xe và Đam Mê trực tiếp em Dũng đây
sẽ giới thiệu cho anh chị những chiếc xe phổ thông đang được bày bán tại cơ sở 1, số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Xe rất đẹp luôn, trang bị khá nhiều đồ chơi, còn cả hai chìa khóa theo xe anh chị nhé. Đây, không có điểm chê với chiếc xe này, từng cánh cửa em quay chi tiết để anh chị thấy được cái chất lượng của chiếc xe này. Đây, nguyên chấm sơn nhà sản xuất và không có điểm gì là tì vết cả. Đây anh chị nhìn những cái tay cửa này, nó còn mới kính cong như thế này, đúng không ạ? Quá mới luôn, quá chuẩn mực luôn. Và đây, không gian nội thất thì rộng rãi, sạch sẽ, với thiết kế cũng như là bản thân của chiếc xe này là ghế nỉ và chủ nhân đã bọc một bộ ghế da siêu mới. Bốn cánh cửa đều mới nha anh chị nhé, bốn cánh cửa đều mới và chuẩn mực luôn, từ cái táp lê cánh cửa đấy, nó còn mới kính cong như thế này. Tiếng đóng cửa chắc nịch luôn anh chị nhìn này, đấy tiếng đóng cửa chắc nịch luôn nhé anh chị nhé. Đấy, vâng, vậy thì chiếc Toyota Innova 2017 này khi lăn bánh thời điểm 2017 thì anh chị phải bỏ ra gần 900 triệu đồng. Nhưng đến thời điểm này thì em Dũng đang bán chỉ có 465 triệu đồng thôi. Xe này trang bị thêm cả những cái đồ chơi cao cấp như màn hình 360 độ, cam 360 độ, bốn quả lốp mới, bộ ghế da mới và đẹp. Vâng, không còn điều gì để tốt hơn với chiếc xe này. Nếu anh chị đang có nhu cầu về một chiếc xe 7 chỗ ngồi mà có thể sử dụng gia đình hoặc có thể đã đưa thêm dịch vụ, cái điều này không thể tránh được. Nếu như các bác mà muốn mua một chiếc xe vừa kiếm ra tiền, vừa phục vụ cho mình thì có thể các bác sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Nhưng bác mua vào, mua xe cũ là phải mua xe tốt, mua xe có bảo hành và mua xe tại cơ sở uy tín. Và chắc chắn chiếc xe này có thể bảo hành cho anh chị tuyệt đối về máy móc, khung gầm và chất lượng của xe. Vậy thì bác nào mà muốn chốt xe thì mời các bác tới phần gầm và phần máy phía bên trên để khẳng định thêm cái chất lượng của thương hiệu mà bên em đang bày bán tại đây. Vâng, xin mời các bác. Vâng, và chiếc Innova này vừa mới về bên showroom em anh chị nhé. Một cái chiếc xe mà khả năng là anh chị sẽ hiếm có khó tìm. Vâng, một chiếc xe quá đẹp luôn và quá chuẩn luôn. Toàn bộ những cái phần răng phía bên dưới anh chị có thể nhận thấy được rằng là xe không có đâm xô va chạm, thì nó sẽ còn nguyên zin như thế này, đúng không ạ? Vâng, đây phần càng ngang này, cũng như tất cả các phần rô tuyên cũng như là thức lái của xe, nó không có một tí dầu mỡ nào cả. Và tất cả các thanh răng đỡ cũng không có một vết va chạm, thể hiện nó rất là chuẩn mực, đúng không ạ? Còn lại phần máy số của xe thì khẳng định với anh chị là zin tuyệt đối khi mà ta đã nâng lên như thế này. Đây là phần răng máy này, cũng như là phần đáy tắc te của xe này. Tất cả những cái chi tiết ốc cũng như là phần răng là còn zin nguyên. Những con ốc cũng thế, là không có va chạm gì cả. Đây, ốc xanh lẹp luôn. Với những chi tiết như thế này thì khẳng định là máy zin cho anh chị 100% luôn nhé. Đây, những con ốc máy và ốc số anh chị nhìn này, những phần răng và những cái phần chi tiết rất là cụ thể để anh chị có thể nhìn thấy. Và những cái phần phía bên trên như là phần nhựa cũng như phần sắt xi của xe phía trước này là còn nguyên zin và nguyên bản, không có đâm xô tai nạn thủy kích ở đây cả. Vâng, tất cả những chiếc xe bên em bán ra đều bảo hành cam kết cho anh chị zin nguyên bản 100%. Với những chiếc xe như thế này và cũng đã được kiểm tra kỹ đầu vào như thế này thì anh chị hoàn toàn có thể yên tâm cũng như là cái sự chuẩn mực của bên showroom của em Dũng nhé. Vâng, đây chị nhìn này, tất cả các chi tiết đều rất là đẹp luôn và chuẩn mực. Và đặc biệt là một chiếc xe có quan tâm nhất đến cái phần máy số nào, nó phải zin, phải nguyên, phải chuẩn mực anh chị nhé. Và đây ta sẽ tiếp tục tới cái phần mặt sàn của xe. Mặt sàn của xe thì anh chị nhìn thấy được rằng là Innova thì nó là một cái chiếc xe gầm cao, cho nên là chắc chắn rồi, phần mặt sàn của xe nó sẽ thông thoáng và nó sẽ tránh được những sự va đập. Và đây là phần số của xe này, anh chị nhìn phần mặt số của xe, những cái phần gioăng, đây là gioăng số này, nó còn nguyên gioăng đỏ nhà sản xuất này. Và những cái con ốc này, những con ốc số này, nó còn nguyên bản này, không có một tí vết gì cả. Vậy là máy số zin anh chị nhá, zin tuyệt đối luôn. Một chiếc xe quá là chuẩn mực và không cần phải suy nghĩ về cái chất lượng mà bên em bán ra thì như thế này quá chuẩn mực rồi. Những cái thanh sắt xi cũng như mặt sàn của xe là chất liệu thép không gì. Chất liệu thép không gì, rất là chuẩn mực luôn. Với những chiếc xe chất lượng này thì hoàn toàn có thể cam kết và bảo hành cho anh chị 100%. Đấy, bao test hãng cũng như là bảo hành 1 năm sử dụng về máy số cho anh chị. Những cái thanh răng phía sau này, cầu phía sau này, còn nguyên tem mác này anh chị nhá, và những cái chi tiết ốc ác là nguyên, chưa từng vết vặn, quá là chuẩn mực luôn, quá tuần mạnh, quá là chuẩn mực luôn anh chị nhá. Và đây, đấy, và phía sau lốp treo này anh chị này, như em đã nói là bốn quả lốp này là mới tinh nhá, ngay cả lốp treo cũng mới. Và hệ thống chắt xi phía sau này, đấy, nó không có va đập gì, thì cái lưỡi thép này nó nguyên bản, nó không bị cong vênh. Cái đầu chắt xi phía này cũng thế này, không có sự cong vênh va đập gì cả. Xe này là zin tuyệt đối luôn. Với những anh chị mà yêu thích xe đẹp, xe chuẩn
thì chắc chắn đây sẽ là một cái chiếc xe mà anh chị có thể là không thể bỏ qua được. Vâng, một chiếc xe quá là chuẩn mực, một chiếc xe mà khẳng định không một ngày taxi dịch vụ, và là một chiếc xe là gia đình chuẩn mực luôn. Tất cả các chi tiết xe, gầm bệ xe chuẩn mực 100%. Quá là zin và quá là đẹp luôn. Đời 2017 nhưng nó phải ngang tầm những chiếc đời 20-21. Vậy thì chiếc Toyota Innova này là một cái chiếc xe quá chuẩn mực và quá đẹp. Đấy, ông bố ông xã là sáng trắng luôn anh chị nhé. Và xin mời chị tới những cái phần tiếp theo của chiếc Toyota Innova này, để chị có cái nhìn tổng thể tiếp theo nhé. Một chiếc xe quá đẹp và quá chuẩn mực rồi. Toyota Innova này với giá tiền đó là 475 triệu đồng đang được chào bán tại bên showroom em. Thế chị nhìn đây, tất cả các chi tiết xe là nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc như thế này đấy anh chị nhìn này, đẹp xuất sắc luôn. Và tất cả những con ốc nó còn nguyên bản, những cái tem mát nó còn nguyên zin, và những cái chắn nắng ở phía bên này nó còn nguyên bản như thế này. Và đây chị nhìn này, từng con ốc cabo nó còn nguyên zin đấy ạ, từng tháo mở luôn, tem mát của xe nó còn nguyên bản, và từ những chi tiết răng cột, những con ốc ở phần răng không hề có một chi tiết gì tháo mở anh chị nhé. Và đây này, những con ốc này, dù là ốc nhỏ ốc to đều là zin tuyệt đối hết nhé, đều là zin tuyệt đối hết này. À, những cái thanh đỡ nguyên bản luôn này, những cái con ốc ở phía bên trong nguyên zin luôn này. Và đây này, đó anh chị thấy là quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ, quá tuyệt vời luôn. Và phần máy của xe thì chắc là không phải điều gì phải phàn nàn. Anh chị nhìn này, từ những con ốc này nó còn mới như thế này, và những cái bu lông này nó còn nguyên bản như thế này. Máy thì động cơ 2.0, số sàn hộp số 6 cấp anh chị nhá. Đây, zin được răng ràn cò luôn anh chị này, zin được răng ràn cò luôn, và máy cực kỳ sáng và mới. Chúng là không có điều gì để bàn với cỗ máy này. Cỗ máy nó mới như những cỗ máy 2021 luôn. Bởi vì những chiếc xe chạy gia đình như em đã nói, 1 năm xe chạy dịch vụ bằng 5 năm xe chạy gia đình. Chính vì thế cho nên anh chị đừng tham những chiếc xe rẻ, những chiếc xe người ta quảng cáo nó không chuẩn mực, mà mua vào những chiếc xe taxi dịch vụ. Lúc đó anh chị sẽ rất là mệt, và anh chị sẽ phải trả giá rất là nhiều. Và mua những chiếc xe chuẩn mực như em Dũng đang được trình báo ở đây, đang được quay rất là rõ nét ở đây, với giá tiền nó là 475 triệu đồng bao rẻ cho anh chị nhé. Và nếu anh chị cảm thấy chiếc xe này hợp lý thì điện thoại cho em Dũng để chốt xe, đó là 0964 834 834. Em Dũng xin cảm ơn và chân thành cảm tạ anh chị đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ.